Man United chuẩn bị cắt giảm sâu lương của thủ thành De Gea nếu ở lại và đẩy Marcus Rashford trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất câu lạc bộ. Man United chuẩn bị có kế hoạch hoán đổi tiền lương của hai ngôi sao De Gea và Marcus Rashford. Ở thời điểm này, Rashford đang nhận mức lương 200.000 bảng tần ở Man United trong bản hợp đồng cũ có thời hạn tới tháng 6 năm 2024. Trong suốt thời gian qua, Man United tích cực đàm phán để trói chân Rashford trước sự theo đuổi của nhiều đội bóng lớn, trong đó có PSG hay Real Madrid. Đi kèm với đó, tiền đạo người Anh sẽ được nâng lương thành 375.000 bảng tuần. Mức lương này ngang với cầu thủ nhận lương cao nhất hiện tại của Man United là thủ thành De Gea. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ The Sun, người gác đền người Tây Ban Nha sẽ sớm bị hạ lương. Hợp đồng hiện tại của De Gea với Man United có thời hạn tới tháng 6 năm 2023. Hiện tại, thủ thành này vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Quỷ điểu chỉ sẵn sàng trả mức lương mới cho De Gea là 200.000 bảng tuần. Nếu không chấp nhận mức lương này, thủ môn sinh năm 1990 sẽ phải ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều đó cho thấy Man United không còn đánh giá cao vai trò của De Gea, dù cho anh vừa nhận giải găng tay vàng ở Premier League dành cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất. Trong mùa giải vừa qua, thủ thành người Tây Ban Nha mắc khá nhiều sai lầm ngớ ngẩn, không ít trong đó là những trận quan trọng như trận gặp Sevilla ở Europa League. Bên cạnh đó, khả năng chơi chân của người gác đền này khá yếu. Trong trường hợp De Gea ra đi, Man United sẵn sàng chiêu mộ Jordan Pickford hoặc Andre Onana thay thế. Khi ấy, quỷ đỏ sẽ tiết kiệm được số tiền lớn từ tiền lương của thủ thành người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Rashford dự kiến sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, tùy chọn tự động gia hạn thêm 1 năm. Với việc được tăng lương từ 200.000 bảng tuần lên 375.000 bảng tuần, tiền đạo sinh năm 1997 sẽ có thêm 8,4 triệu bảng mỗi năm. Theo nguồn tin thân cận, Rashford rất vui vẻ ở lại Man United. Do đó, người này tin rằng bản hợp đồng mới giữa cầu thủ người Anh và Man United sẽ sớm được ký kết.